Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu đọc nhận. Thưa quý vị và các bạn, thì gần đây cái việc mà các bên đổ xô đi mua bất động sản, cho nên tôi sẽ làm một cái video có tên là Hùng vốn mua đất mua nhà. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện sẽ chẳng có cái gì nếu như trong trường hợp không phát sinh ra tranh chấp. Và như vậy, để các bên tránh đi những cái thiệt hại, tránh đi mất cái tình cảm giữa gia đình, tránh đi những cái rủi ro, thì chúng ta sẽ nên làm cái gì? Thưa quý vị và các bạn, đó là cái chủ đề mà Hùng vốn mua đất mua nhà mà chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây vài năm thì tôi có một cái vụ kiện như thế này. Có hai người là bạn bè, họ hùng với nhau với tỷ lệ là 25% và để mua một cái nhà ở quận 3. Thì hai bên có lập một cái hợp đồng với một cái tỷ lệ như vậy. Và trong cái hợp đồng đó ghi có một điều khoản thôi, là phía bên hùng 25% thì lại đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Và khi mà nhận được cái tài sản này rồi thì cái phía phần 25% đó họ không trả tiền, họ bảo rằng là đất này là nhà này của tôi, và thế là phát sinh tranh chấp tại một tòa án quận ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, Khoan hãy nói đến việc tư vấn tranh chấp hợp đồng, việc hùng vốn mua đất mua nhà. Tôi sẽ nói với quý vị và các bạn những cái ưu và những cái nhược điểm của cái việc hùng vốn mua đất mua nhà. Thưa quý vị và các bạn, cái ưu điểm thì chúng ta thấy rồi, nếu chúng ta không có lực mạnh, chúng ta không có tài chính thì chúng ta sẽ đi góp cổ phần, chúng ta sẽ hùng với bạn bè, hùng với người thân và thậm chí hùng với người xa lạ để chúng ta lướt sóng và chúng ta nâng lên cái phát triển. Cái việc đầu tư nó có nhiều kênh quý vị và các bạn. Mình có thể đầu tư vào bất động sản, mình có thể đầu tư vào vàng, mình có thể đầu tư vào đô la. Tuy nhiên là cái kênh thông tin nào thì nó lời cao thì mình đầu tư thôi. Tuy nhiên rằng bây giờ tôi cho rằng là ông bà ngày xưa thì nói mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Và cái câu đó thì nó ứng dụng rất thực tiễn trong đời sống hiện tại. Và tôi thì cũng có rất là nhiều bạn bè họ hùng với nhau, và thậm chí họ đưa với nhau một vài trăm triệu, một vài tỷ, và họ không cần một cái tờ giấy để làm niềm tin nữa. Tuy nhiên thì đứng ở một cái góc độ nào đó thì tôi cho rằng là nhất thiết phải có một cái giấy tờ, những cái văn bản, để sau này trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì nó có những cái cơ sở pháp lý. Và cái nhược điểm của cái việc hùng vốn thì thường thường trong cái việc hùng thì nó thường là bạn bè thân thiết, bà con, anh chị em ruột. Cho nên khi mà lướt sóng được, khi mà đầu tư kinh doanh mà một trong các bên không rõ ràng thì rõ ràng dễ dẫn đến việc phát sinh tranh chấp. Quý vị và các bạn thấy rồi, một số Việt Kiều họ muốn đầu tư về Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cái trường hợp mà người Việt Nam mà đứng tên giúp, sau đó họ lật ngược, họ không trả đất thì rất là nhiều. Và hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại thì những cái vụ phát sinh mà Việt Kiều nhờ đứng tên dùng thì rất là nhiều. Và tôi cho rằng trong cái việc hùng đất mua nhà, mua đất này, chúng ta phải có những cái cơ sở pháp lý để sau này phát sinh những cái tranh chấp, tránh những cái trường hợp đáng tiếc. Và những cái điều mà luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn đưa cho quý vị và các bạn, nó gồm có 3 điều thôi. Thứ nhất là chúng ta nên lập một cái tờ giấy, một cái tờ giấy trong đó xác định rõ cái đối tượng mà chúng ta mua nhà, mua đất. Mua cái gì? Tôi mua một cái nhà tọa lạc ở cái địa chỉ đó với cái giá là 100 đồng. Một cái hợp đồng có hai bên,
ba bên, thậm chí là bốn bên với cái tỷ lệ như thế nào đó. Và đối tượng cái hợp đồng, đối tượng của các bên để mà tranh chấp là như thế nào? Hai bên thống nhất thỏa thuận mua cái nhà ở cái đường số 1, số 1 đường số 1 tọa lạc tại phường, quận. Và sau khi thống nhất được cái đối tượng mà hùn hạp đó thì chúng ta sẽ tiến đến cái bước là tỷ lệ phần vốn góp. Cái nhà này nó là 1 tỷ đồng thì bên A sẽ hùn vào là 250 triệu và bên B là 650 triệu. Thì tương ứng với cái tỷ lệ phần hùn đó, phần góp vào, thì chúng ta sẽ tương ứng với cái lợi nhuận. Quý vị và các bạn thấy không? Rất là rõ. Và một cái điều thứ ba nữa các bạn phải ghi nhớ, ghi rất rõ rằng trong trường hợp cho dù là ở cái bên ở góp ít hơn, cho dù là cái bên góp nhiều hơn, thì chúng ta phải ghi rất là rõ là ai là người đại diện đứng tên để sau này phát sinh tranh chấp. Cái việc vụ kiện của tôi ở một cái tòa án quận đó quý vị và các bạn, thực ra thì cái vụ kiện này nó cũng đang hoài để thầm và các bên đã giao nhận cho nhau một cái số tiền mà tôi cho rằng các bên tự do tự nguyện tự thỏa thuận và rút đơn khởi kiện. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải hiểu được rằng khi chúng ta đem tiền đầu tư và cái việc đầu tư này nó phải mang lại cho chúng ta cái nguồn lợi tức. Đầu tư mà phải có lãi. Hôm qua hôm kia gì tôi có coi một cái video của một cái chương trình pháp luật, thì hai người là bạn bè. Và cái anh này ảnh mà bảo ảnh xuống anh bảo rằng là tôi với chị góp vào cái phần cái nhà này. Và khi góp thì một cô này đầu tư với số tiền là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên là góp bằng miệng, không bằng văn bản giấy tờ. Thì sau khi mà nhận chuyển nhượng qua tên thì anh này anh lại bán cái tài sản. Thì lúc đó chúng ta sẽ quay lại thì ảnh mới lại đánh vào một cái canh bạc gì đó và không có tiền trả cho cô này. Tài sản thì nhận tiền đi đầu tư và bán cái tài sản này sử dụng vào mục đích riêng, thì lúc đó tránh những cái trường hợp phát sinh tranh chấp rất là đáng buồn. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn thì tôi cũng có những cái hồ sơ nó dạng như vậy đó. Hai bên lúc trước là bạn bè, các bên thấy đó ở vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh rất là tốt, cho nên các bên ban đầu rằng là vẫn có hợp đồng rõ ràng, tỷ lệ là 45% và 55%. Và ban đầu á thì góp đúng đủ, nhưng mà sau vài lần nó thì tin tưởng rồi, quý vị và các bạn tin tưởng rồi, cho nên cứ thế mà làm. Và cái phần đất trước nó chưa thanh toán xong thì lại tiếp tục góp vào cái phần đất thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tuy nhiên là phát sinh tranh chấp là đất nó bị đóng băng, cho nên cái giá trị của cái phần mà mình đầu tư nó không có lại và nó kéo dài. Ở cho đến thời điểm này thì vẫn kéo dài ở tòa và các bên không có cái cách gì để chứng minh rằng chứng cứ là nguồn vốn, là tài sản, là số tiền mà tỷ lệ mình góp vào cái phần theo cái văn bản mà hợp đồng nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng là trong cái video hôm nay tôi xin tóm lại ba vấn đề. Nếu quý vị và các bạn, những bạn bè, những anh chị em muốn đầu tư phát triển kinh doanh trong cái việc mua đất, mua nhà để phát sinh ra lợi nhuận, thì quý vị và các bạn nên nhớ làm một cái tờ giấy. Trong tờ giấy đó ghi được ba nội dung cho tôi. Thứ nhất là việc chủ thể là hai người. Thứ hai đó là cái đối tượng mà chúng ta mua, hùn mua là ở đâu, để tránh trường hợp ông A bảo rằng là
tôi hùn là 25% vào cái nhà ở quận Thủ Đức. Tuy nhiên rằng cái bên còn lại bảo rằng không, 25% này là đầu tư ở huyện Củ Chi. Như vậy là cái đối tượng mà khi mà chúng ta hùn nó lại không đúng. Thứ hai nữa là tỷ lệ cái phần hùn, cái phần gọt vốn là tương ứng với bao nhiêu phần trăm đó. Và trong cái tỷ lệ phần hùn, phần gọt, phần trăm này thì chúng ta sẽ tương ứng với lại lỗ. Quý vị và các bạn nghĩ đi, không phải tất cả những cái vụ đầu tư đều có lỗ. Tuy nhiên có những lúc chúng ta không có lỗ thì chúng ta cắt lỗ bằng cách phải thời gian này chúng ta thống nhất. Và cái điều thứ ba nữa tôi cho rằng là nhất thiết và đặc biệt là quan trọng, chủ thể người nào khi hùn như vậy, tỷ lệ hùn có thể là lớn, có thể là nhỏ, nhưng mà bây giờ ai là người đứng tên? Để sau này đây là một cái văn bản, nó như là một cái bằng chứng để khởi kiện trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn động viên những cái nhà đầu tư nhỏ hùn vào với nhau để phát triển cái kinh tế, cái tài chính của mình. Tuy nhiên các bạn phải thật cẩn, thật thận trọng với ba điều mà tôi vừa quan tâm nha quý vị và các bạn. Đây là những video cơ bản mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn tặng đến quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.